tấm hình gia đình mang đến để tặng cho chú chủ Linh. Chủ nhớ ba nuôi là con nuôi của chú. Ba nuôi. Bảo Trâm này là con nuôi. Con gái nuôi có đẹp tấm hình của đẹp. Nhìn là thêm một người con nuôi nữa. Thêm một người con nuôi. Gửi hình đến cho mộ sĩ mộ nghệ sĩ Du Linh. Quá đẹp. À, tấm này đẹp quá. Quá đẹp ha. Đẹp quá trời. Tấm này quá đẹp. Tấm này sắc sảo luôn á. Nó nhỏ nhưng mà nó nét. Chú mặc đồ bình thường, áo sơ mi thì rất là đẹp luôn. Bởi vì anh đang đợi bởi vì báo cáo với lại cáo với người đặt này. Con gái Bảo Trâm nè. Con gái Bảo Trâm. Con gái Bảo Trâm. Đẹp ghê ra. Tưởng nhớ gì? Áo sơ mi ta nuôi hả? Trắng với màu đen, áo sơ mi sọc mọi người ơi. Cái hình này là đúng đẹp luôn á. Sắc đẹp đồ. Bởi vì như là bà con trong nước cũng như ngoài nước ai cũng yêu mến chú hết trơn ha. Con gái chú bây giờ là cũng đem hình lên để đặt ở phần mộ rồi đó. Xin chào cả nhà nha, thì phía trước mặt cả nhà là bức hình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh do con gái Bảo Trâm. Con gái Bảo Trâm tưởng nhớ ba gửi lên đây tặng đặt trên cái phần mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cả nhà. Yêu Bảo Trâm. Con gái Bảo Trâm tưởng nhớ ba nuôi. Đây là con gái nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bức hình đẹp ha. Bảo Trâm hả? Bảo Trâm là con nuôi đúng không? Đúng rồi. Chắc không biết Bảo Trâm có đến không ta. Kêu Bảo Trâm tới đây là đông lắm. Chắc Bảo Trâm từ có tới đó. Có tới mà chưa tới thôi. Đợi nè. Bảo Trâm sẽ tới với lại bức hình luôn. Phía sau là có thể là đem theo trái cây bông rồi hoa đâu đến viếng chú đó. Anh này là chở bức hình đến trước nha cả nhà. Nhưng tính ra xuất hiện đây. Đây. Và chị con nuôi của chú Du Linh đã đến rồi các bạn ơi. Đây chị Bảo Trâm đã đến. Đúng rồi. Nãy giờ đợi chị Bảo Trâm quá trời. Đợi chị quá trời luôn rồi đó. Hai cái hình của chị đưa tới trước rồi nè. Rồi bây giờ chị vô để thắp nhang cho chú nghệ sĩ Du Linh thân yêu của chúng ta. Đi đâu chị trốn là không đâu rồi. Không có trốn được đâu. Không có trốn được, không có trốn được. Rồi chị ơi, đây nè, bên đây nè. Mẫu phần chú bên đây nè. Đây nè, bên này. Bên này nè, hình đây. Hồi nãy hai anh xe chạy tới anh giữ rất là kỹ luôn á. Đây nè, đó là chị. Đó chị giờ con nuôi của nghệ sĩ Du Linh sẽ ôm tấm ảnh của cha nuôi mình vô. Được rồi. Đừng làm quá. Làm sao mà được. Để làm cái kỷ niệm của chị với chú. Chú Du Linh chứ, con nuôi mà. Thất lạc, người con nuôi thất lạc. Đây, chị... Để mấy em YouTube vậy luôn. Ba ơi. Bảo Trâm nha cả nhà. Rồi, chị Bảo Trâm. Của chú rồi, cho cái bức hình rất là đẹp mọi người ơi. Tấm hình đến bên chỗ chú. Chị. Anh em... đang tác nghiệp dí theo chị Bảo Trâm quá trời luôn rồi. Bây giờ mình phải chơi cái hướng khác mà được chứ hướng này là chơi không lại anh em rồi. Nhưng là chỉ là lên lấy cái vía thôi. Lấy cái vía của chủ của ba nuôi thôi. Có ghế không? Để cầm ghế đó chị, để mình nãy bị ngã. Lắc học lại. Chị Bảo Trâm đem bức hình lên để đúng rồi, lấy vía. Để cho em bức hình lên này, lấy cái vía nha mọi người. Lát nữa chị lấy về chị thờ nha cả nhà. Đúng rồi. Dạ. Đây bức hình nghệ sĩ Vũ Linh về. Nó trơn quá. Bây giờ thôi chú Tiểu chịu khó ngồi xuống vịn luôn đi. Chú Tiểu ngồi xuống chịu khó vịn luôn đi. Để dựa vô được rồi. Có dựa rồi. Không, nó trơn. Không sao. Đó cho chú Tiểu ngồi vịn luôn đi. Mọi người thấy bức hình rất là đẹp nha cả nhà. Rất là đẹp. Quay mặt qua đây cái chụp hình luôn. Đó. Đó, chị Bảo Trâm. Đó. Chị mang bánh lên nữa nha mọi người.
Hình như là thấy trời nắng chị hơi bị cảm hay sao mà. Cũng là nghệ sĩ. Chị Bảo Trâm bị cảm hay chị? Chị là cũng nghệ sĩ luôn á, Bảo Trâm chị cũng có nặng gió trên trán. Ở phía bên này cũng có hoa mới nữa nè mọi người. Wow. Châu Mai rất là đẹp các bạn ơi. Chậu này chậu chế phí hay gì á. Trà này quá đẹp. Rồi bây giờ qua trở lại chị Bảo Trâm. Chuẩn bị chị đang lấy nhang ra và chuẩn bị nhang. Đúng rồi, đây là nghệ sĩ Bảo Trâm con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Vũ Linh. Dạ đúng rồi. Những viên hài đây. Chị cầm cái tấm bức ảnh của Vũ Vũ Linh lên đây để xin cái vía để về để thả. Hôm nay là hôm giờ chiều nghe chị Bảo Trâm mình gần nghe chị Linh. Còn bên đây là có cái chậu bông rất là đẹp. Ở đâu này đâu là... đây là của một người cô đó là cô Minh ở là Tây Sơn Đống Đa Hà Nội đã gửi cho Di Minh Vlog. Di Minh có hình chưa bài thơ bà gửi tới kìa. Đúng rồi có bài thơ nữa. Bài thơ kìa. Hình như là mình em nghĩ là cái chậu này hình như mình để chân ở trên đó là thấy đẹp ha. À đúng rồi đúng rồi. Nó có màu bông hoa nó hòa quyện nhau ha. Đúng rồi. Có màu đỏ là tuyệt vời luôn. Mà tại vì chảnh nó là biến sao Di Minh biến sao anh thấy nó hơi bị chặt chặt quá đúng, rồi. Chặt, đúng rồi có thêm một cái bảng đúng rồi nha. Nên là cái bảng này cũng đẹp ghê ha. Có bài thơ nè, có cô chú nào đọc được thì đọc giúp Quy nha. Để Quy quay chậm chậm chút xíu để cho cô chú anh chị đọc chỗ bài thơ này. Nhưng mình để đây được không anh? Mình để trước cái tấm cái này anh. Để đây được không anh? Bển nó có màu ở kìa 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 quên kia đẹp quá mình rồi đem quên kia cho nó đẹp em để đây nè để đó quá bài thơ của bà gửi tới Vũ Linh. Vũ Linh ơi hỡi Vũ Linh, sao em sớm bỏ trần gian về trời, bao người sống trên đời thương em như thể người thân trong nhà. Những lời em hát em ca cả trẻ già trai gái đời đời khắc ghi trên đời, chỉ có em thôi có tài có đức lại có nhân, thương người như thể thương thân, ai thầm cứu giúp biết bao nhiêu người. Khi em đã xa rồi mọi người nhớ biết em là nữ nhân mình nga rồi em sơn Đống Đa Hà Nội đầu rất là đẹp luôn ha. Đám của một cô mình nga gửi cho xe tiếp theo đang di chuyển các bạn. Đây là nãy giờ chưa được 20 phút mà hai chiếc rồi, từ sáng giờ thì mình không có đếm là bao nhiêu chiếc ha. Đám này nó tung ra cũng vô trong qua viên Bình Dương luôn các bạn. Nên là bây giờ mình sẽ di chuyển vô trong một phần của nghệ sĩ Vũ Linh.
tại lễ cầu siêu cầu an Tiết Thanh Minh là vào ngày 8 tháng 4 năm 2023. Thì bữa nay là ngày 5 tây rồi, còn 3 ngày nữa các bạn, 3 ngày nữa là tới Tiết Thanh Minh. Rồi bây giờ mình di chuyển vô bên một phần của nghệ sĩ Vũ Linh. Thì bên một phần của nghệ sĩ Vũ Linh thì bữa nay vào lúc này có khoảng là 3 giờ mấy rồi các bạn. Thì mình thấy có những cái dòng hoa rất là đẹp. Đây thì hồi sáng. Hồi sáng rồi. Còn hôm nay là chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Thì bên cái bạn của chú Vũ Linh bánh trái đậu rất là đông, rất là nhiều luôn. Đó, có anh chú Tiểu để đứng bên mộ kề cận bên chú Vũ Linh đã rút nhang ra bớt. Còn đây thì cái bông này là thấy từ xa là thấy chữ Vũ Linh, mà khi lại gần là mình không thấy nha các bạn. Đây Thương Tiết Anh, nghệ sĩ tài hoa của nhân dân. Cái này là vòng hoa này là từ USA, từ Mỹ về luôn. Bánh thì lúc nào cũng nhiều. Mình thấy từ xa là có dàn mấy anh vô đây để thắp nhang cho nghệ sĩ Vũ Linh. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy hữu ích thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn nữa cho các bạn. Rồi chào các bạn ha.